Kính chào quý vị và các bạn. Nhiều vùng biển phía Nam sóng gió đang êm ả, không chỉ thuận lợi cho các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, mà các chuyến tàu du lịch ra vào các đảo thì cũng ít gặp trở ngại, rất lý tưởng để du khách lên các kế hoạch khám phá các hòn đảo xinh đẹp với những bãi cát trắng. Với các tuyến tàu ra vào các đảo và quần đảo ở phía Nam như là tại Nam Du, Phú Quốc hay là Thổ Chu, từ nay cho đến ngày Chủ nhật, thời tiết rất ủng hộ, gió nhẹ và độ cao sóng không quá 1 mét, trời nắng nhiều, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn với vùng biển quanh các đảo và quần đảo như là Phú Quý hay là Côn Đảo thì trong hôm nay và 2 ngày cuối tuần, thời tiết ít mưa, gió nhẹ, sóng hầu hết là dưới 1 mét, mức an toàn cho các tàu cao tốc và tàu chở khách du lịch hoạt động. Còn với khu vực Vịnh Bắc Bộ trở xuống tới Quảng Ngãi thì chỉ có hôm nay là thời tiết hơi bất lợi, dự báo trời có mưa rông rải rác kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ đêm nay thì mưa giảm nhanh và sẽ hết hẳn trong 2 ngày cuối tuần, tàu thuyền đi lại cũng sẽ dễ dàng hơn. Gió ở đây dự báo không quá cấp 4 và độ cao sóng thấp dưới 1 mét. Còn với vùng biển ngoài khơi quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dự báo hôm nay tiếp tục có nắng, tầm nhìn xa thoáng đãng, gió ở đây từ cấp 4 trở xuống và độ cao sóng từ 0,50 đến 1,50. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.